bạn tại Thanh Hóa. À, tôi đã bước vào một khu vườn. Chào anh. Vâng, anh đang dọn dẹp. À đây rồi, đúng là cây kia tôi đã được quay, đúng là của anh Tuấn Bồ Câu, vườn của anh Tuấn Bồ Câu ạ. Vâng, dạ Tuấn gì ạ? Em chả nghe được rõ. À, vườn của Tuấn với của Tú Ngọc Anh á. À, rồi hai người Tuấn Bồ Câu, chủ nhiệm câu lạc bộ cây cảnh Hoàng Long, có phải không ạ? Trời bắt đầu mưa rồi ạ. Tôi đang đứng dưới mưa để quay vườn của anh Tuấn Bồ Câu. Có lẽ tôi phải đi vào trong khu nhà, một khu nhà lá đơn sơ. Đây đây, ô đây bác ơi, ô đây, ô đây, ở trong túi này em còn ô nữa đó mà. Cây ngô của bác. Có lẽ tôi phải đứng vào trong mưa, không thì hạt mưa đã quá dày. À, chào bạn, chào, chào anh. Đường đam mê, đúng là một khung cảnh rất là đơn sơ nhưng lại rất đẹp. Thế nào? Cháu là thế nào? Hả? À? Là con hay là cháu của bố Tuấn? Và bé Tuấn được bình chọn cao nhất trong buổi tối ngày hôm nay đó là con bé Tuấn. Có lẽ tôi lại bắt đầu ra ngoài để đi ngắm từng tác phẩm. Anh em đường xuống vào một tác phẩm đẹp. Không phải, không phải anh Tuấn. À? Không, không phải. Những cái quà miền Nam, hoa sứ, đúng là hoa sứ nhà làng. À, tôi sẽ quay những cảnh đơn sơ trước đi sạp. Quay những cây rất nhỏ thì chưa đi. À, xin chào chị ạ. Vâng, quay một tí cây đam mê chị ạ. Đam mê thì kể cả trời mưa, không lo trời nắng, không lo trời mưa. Vâng, cây đẹp ở đầu kia thì chẳng đi quay, nhưng mà đi vào một số cây bonsai như thế nào, xem là người chơi cây đam mê như thế nào. Và một cái vài cái phôi xem là anh Tuấn sẽ chọn phôi như thế nào. À, chúng ta sẽ xem ở tốc độ nhanh vì không có thời gian nữa. Anh em trong đoàn đã xem được nhiều, tôi thì không có thời gian để đi. We'll be right back.
tiếc là không thấy anh Tuấn này cả. Ok. Sẽ đi ra để xem cái vườn bên này, sau đó tôi lại đi vào để xem là cái vườn bên tay phải tôi bên Tuấn đúng không? Tuấn bồ câu đây. Tuấn là trưởng trưởng câu lạc bộ Hoàng Long này. Anh ấy không có nhà, không hỏi mà hỏi xem anh không có nhà thôi. Thôi không có nhà, không quay thôi, không có nhà thì thôi vậy nhé. Để ra tất cả thôi, nhắc cô không phải lấy cho đâu. Đang quay làm nên em này nam luôn, cái gì đó. Ừ, rồi. Qua đẹp. Tác phẩm như thế này. Đây. Cây trắng tuyệt. Mắm đá. Để tạo thành thế huyện. Đấy cũng vẫn là cổ. Cây đẹp quá. Cái này thì đẹp rồi. Đẹp rồi, còn chắc hết rồi. Đẹp, chắc bỏ hết rồi. Ép tán hết, hả? Ép hết rồi. Quá hoàn chỉnh. Cái bông này là hơi đẹp. Chỉ biết nói là bông dưới vẫn chưa căng. Cái bông ấy thì chưa căng. Như cái bông này là căng này này. Đấy, như cái bông ấy có một cái bông hơi chưa căng tí. Mấy bông trên là mấy rồi, bông trên thì đẹp. Cái hoành bao giờ nó cũng đuối hơn mà. À thế à? Bao giờ làm thế hả? Hoành với Huyền, đây là Huyền, nhưng mà nếu mà hoành ở Huyền là hơi đuối hơn. Ra ngoài. Đây là hoành. Huyền. Hơi xuống hả? Vâng. Thì hơi xuống. Huyền. Huyền. Huyền thì hơi xuống một chút. Rồi. Không xa. Chỉ biết là một tác phẩm rất đẹp khi vào ống kính của tôi. Đoạn Minh Phong. Đoạn Minh Phong Băng Ninh. Đi cùng cổ vũ. Mấy vườn này là quay là xứng đáng tư liệu của bác. Chất lượng. Chất lượng cao. Những vườn chất lượng cao. Thì cả xanh quê ở đây người ta vẫn rất sạch, người ta vẫn vẫn quý chứ không. Đây là cây này. Đây cây này này. Cây này xanh quê chứ đâu phải là xanh năm nữa. Nhưng mà rất đẹp, người ta vẫn quý. Rất đẹp, người ta quý thì mình nó hát mũi. Nhiều lúc cứ khái niệm. Rồi, khái niệm. Rồi. Thế nên em quý xanh quê thì như thế. Em vẫn yêu xanh quê. Ôi con sông quê. Ôi con sông quê thì đây, ôi con xanh quê. Đây, bên đây là tập kết, còn bác là bên góc công viên. Dạ, vâng ạ. Tập kết học đây. Đây, tác phẩm này thì tôi đã quay rồi. Cái dãy này là khu văn hóa. Đã đi trưng bày cái cảnh tại Hoàng Hóa, Hoàng Hóa. Mà đã được là rất nhiều ống kính. Chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng. Anh Tuấn Lộ Câu, chủ đề Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Hoa lộng lẫy. Đúng là tôi đã không có thời gian quay. Anh em thì đã ra khỏi nhà, còn tôi thì vẫn ở lại mà lại đi sâu vào trong những góc vườn như thế này để tìm những sự kỳ thú. Rất đẹp tác phẩm này. Tôi sẽ đi vào mãi góc trong. Bên trong cũng nhốt rất nhiều chó. Tất nhiên là tôi phải cảnh giác với những con chó rồi. Những tấm kia là đều nhốt chó hết. Thôi, tôi lùi ra, không dài gì. Lúc này đã vớ vào con chó rồi.
do ham mê quá đã lao vào con chó rồi. Bây giờ thì tôi lùi ra để quay những tác phẩm từ tầm xa, đưa ống kính kéo về, các bạn sẽ xem lướt vậy, không thể đi chi tiết quá được. Lá rất nhỏ, chỉ bằng móng tay, không biết có phải xanh lá móng không, nhưng lá rất lạ. Một cái nghệ thuật. Đây cái me là cái cườm cườm nhỉ bác ơi? Cái này cái me là cái cườm cườm nhỉ? Đây ạ? Cây gì ạ? Kiều hùng ạ. À, một cây kiều hùng. Tôi nghĩ là cầm cờ, nhưng thôi được, cây kiều hùng. Cho bác làm vừa. Dạ bác ạ. Cây này thì khỏi cái lo rồi. Tác phẩm rất đẹp trong vườn. Tôi sẽ quay ra và kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tôi đi ở bên tay phải để xem một số cây ở bên tay phải, một cây liễu, cũng là cây liễu, sự thanh nhã, thanh tao của cây này. Một cây ở bên cổng là tác phẩm bản năng. À, không phải. Hoa đây rồi, nên là các bạn đã biết những chủng hoa này. Hoa giấy nghệ thuật. Tác phẩm rất đẹp. Của anh Tuấn Bồ Câu. Chủ nhiệm câu lạc bộ cây cảnh Hoàng Long. Đúng là vào đến tận nơi. Vào tận vườn. Một trong những thành viên tích cực trong phong trào cây cảnh của huyện, cũng như là của tỉnh Thanh Hóa. Tôi là một bà chị, à tôi là một Hoàng Long mà tôi đã được quay. Qua đây ạ. Có một cây tùng. Rất lớn lực. Có lẽ tôi phải tăng tốc độ để hoàn thành video và rút khỏi nhà vườn. Có một cây trực hành rất là đẹp. Thân trực và cảnh rơi tác độ. Đẹp ta chỉ được nói một từ như vậy.
phơi đá. Phơi đá quá đẹp. Những chiếc châu cổ. Trên một chiếc châu cổ châu đá một tác phẩm phàm bản thân một quần vải kiểu cảnh châu cây và đá. Tôi lại quay ra ngoài để đi mấy cây, ví dụ những cây đẹp như thế này làm sao có thể bỏ sót được. Bên kia mai nhìn sang xong rồi lộc vườn. Bên kia anh Tẻ đã gọi, dù sao tôi cũng vẫn cây cố để các bạn có thể có cơ hội cùng tôi ngắm nhìn toàn thể khu vườn. Xong rồi, ừ xong rồi, quá nhiều cây đẹp và tôi sẽ đi ra để ngắm toàn thể khu vườn mà tôi vừa mới quay. Cảm ơn bác nhé. Vâng. Cái cây ổi, cây ổi.